Chào các bạn, mời các bạn đi test một cái máy hàn cầm tay. Thứ nhất là nó tiện lợi, thứ hai là rẻ tiền. Cái này thì tiện cho anh em mang đến nhà thợ để cái này thì tiện cho anh em mang đến nhà khách hàng để hàn và đút vào túi đồ, nó cũng dễ dàng hơn. Đồ chống cháy chúng ta 125k các bạn nhé. Nguyên đề hình vạn trạng như này. Điện áp là 220V, công suất là 60W, nhiệt độ dao động từ 200 đến 450 độ C. Đây, rất đơn giản đây này thôi các bạn. Ở đây chúng ta có một cái chĩa láp dùng để điều chỉnh cái nhiệt độ để cho chúng ta hàn phù hợp nhất với từng mối hàn chúng ta hàn. Bây giờ thì mời các bạn test cùng Tùng nhé. Ngày xưa dùng cái mỏ hàn này nhiều lắm, nhưng bây giờ thì nó thay đổi nhiều và nhiều mã hàng ra. Chứ ngày xưa cái thời mới đi làm thì, hay là ở các trung tâm dạy nghề thì vẫn phải dùng cái mỏ hàn này, rẻ và bền. Tùng đang để 450 độ C này các bạn. Nó có đèn báo nguồn sáng đây các bạn. Mạch thì rất đơn giản đúng không? Đúng không? Nhiều anh em thợ vẫn dùng cái mỏ hàn này để hàn nhựa nhá. Vì anh em chúng ta phải độ đẽo chế nhựa nên nhiều anh em mua cái mỏ hàn này về để hàn nhựa, để không động chạm đến những cái mỏ hàn đắt tiền. Và nhiều anh em dùng nó để mang đến nhà khách cho thuận lợi. Đấy, ngon lành cành đào. Được chưa các bạn? Các bạn cần mua hàng có thể call mình theo số là 0906010103, hoặc các bạn có thể truy cập no2.vn để chọn nhiều mã máy hàn khác tùy theo giá tiền, nhu cầu sử dụng của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.